công việc của một gián điệp sẽ trải qua những gì. Họ phải hy sinh đánh đổi biết bao thứ để bắt lũ tội phạm. Bộ phim Bão Trắng 3 vừa ra mắt sẽ là câu trả lời cho điều này. Mời mọi người đến với siêu phẩm này nhé. Một chiếc trực thăng thả một lưới đầy thùng hàng xuống biển. Nhóm người này đã tìm ra vị trí của số hàng đó. Billy sẽ xuống dưới quan sát tình hình. Nhanh chóng chúng tiến hành trục vớt các thùng hàng lên. Bên trong được lấp đầy bởi một lượng lớn mai thúy. Sau khi chất hàng lên xe cả nhóm rời khỏi đây. Chưa đi được xa cảnh sát đã chặn đường lui của chúng. Su Chat ra lệnh đàn em đạp ga bỏ chạy. Nhưng A Vinh bất ngờ chĩa súng vào hắn. Hai bên lập tức lao vào ẩu đả. Tên đàn em nhân cơ hội lao về phía trước. Cảnh sát nổ súng tiễn hắn về với ông bà. Xe mất lái đâm vào phía trước hất A Vinh văng ra bên ngoài. Thì ra anh chính là cảnh sát nằm vùng. Tên Su Chat không thể tin anh em của mình lại là cảnh sát. Trong khi đó 4 tháng trước đây, khi Su Chat bị ám sát chính A Vinh đã lao xe đến cứu hắn. Không ngờ kẻ có thể giết người vì hắn lại là cảnh sát. Vì đỡ đạn cho Su Chat nên Billy cũng bị thương. Hắn rất cảm kích vì có hai người anh em tốt, còn hứa sẽ cùng nhau phát tài. Quay về hiện tại không khí vô cùng căng thẳng. Đám đàn em nhấn ga giải cứu tên Su Chat. Chúng liều mạng đâm về phía trước, hai bên xả súng liên hoàn. Billy nhảy xuống xe cũng bị ăn đạn, đám đàn em nhanh chóng bị hạ gần hết. Tên Su Chat lao ra bên ngoài rồi lẻn lên một chiếc xe gần đó để tẩu thoát. Hắn nhấn ga lao về phía trước, hai bên vẫn đấu súng vô cùng căng thẳng. Su Chat kích hoạt bom trên chiếc xe chuẩn bị trước đó. Vụ nổ lớn khiến cuộc đấu súng tạm dừng lại. Đã phát hiện tên Billy nhưng A Vinh lại không bắn hắn. Cảnh quay về 6 tháng trước, lão đại dẫn A Vinh đến giới thiệu cho Su Chat. Hắn ra lệnh cho Billy thử nghiệm anh. Họ lao vào choảng nhau điên cuồng, hai bên ngang tài ngang sức. Tên Su Chat không thể ngờ rằng họ đều là cảnh sát nằm vùng. Cả hai gia nhập hai băng đảng buôn thuốc phiện để quét sạch chúng. Cảnh sát ập đến bất ngờ bắn Billy. A Vinh không kịp ngăn cản. Tên Su Chat thấy Billy bị thương nên dừng xe lại đưa anh đi. A Vinh ra lệnh ngừng bắn vì Billy đang trong xe. May mắn vết thương không trúng phổi của anh, nhưng với tình hình này vẫn phải đưa đến bệnh viện gấp. Nhưng làm vậy khác nào tự sát chứ. Su Chat quyết định mang Billy chạy trốn cùng mình. Bọn chúng lên một chiếc tàu chở hàng đã chuẩn bị trước đó. Cả nhóm trốn vào một container. Khi lục soát hang ổ chúng, cảnh sát thu giữ 400 ký mai thúy và 300 triệu đô la. Sau đó còn tiến hành càn quét số đàn em còn lại. A Vinh xin cấp trên được tiếp tục tham gia chiến dịch để cứu Billy. Tạm thời họ phát lệnh truy nã bọn chúng. Cả Billy cũng bị truy nã để tránh chúng nghi ngờ. Tên bác sĩ bị chúng trói đang ra hiệu cầu cứu bên ngoài. Sau khi được giải cứu, hắn kể lại mọi việc cho cảnh sát. Từ đó A Vinh biết được chúng tẩu thoát bằng đường biển. Anh lập tức liên lạc cho cục hàng hải. Bên đây Su Chat đã thành công rời khỏi tàu. Billy đã bị nhiễm trùng nặng, nếu muốn sống e rằng phải cắt mất cánh tay. Su Chat hứa sẽ cứu cậu bằng mọi giá. Vì cả nhóm bị truy nã đỏ nên chúng quyết định qua khu vực tam giác vàng ẩn nấp một thời gian. Dành cho bạn nào chưa biết thì đây là vùng tiếp giáp Lào, Thái Lan và Myanmar, là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Quay về 3 năm trước, A Vinh và Billy đang làm nhiệm vụ, cả hai đột phá đường dây bọn tội phạm. Vì A Vinh bị thương nên lãnh đạo đưa Billy đi làm nội gián. Billy nói tên Su Chat từng học trong quân đội. Một năm hắn đến Myanmar và Thái Lan vài lần, mượn danh nghĩa giao thương để buôn bán mai thúy. Nhờ một người chỉ điểm nên anh gặp được tên Su Chat, còn ra tay xử lý một tên không biết điều. Qua đó giành lòng tin của hắn, Billy đã chán nản việc nằm vùng. Anh đã dần quen với cuộc sống giữa ánh sáng và bóng tối. Cảnh sát đã tịch thu hơn 20 triệu tiền đánh cắp trong nhà tên Su Chat. Đây là số tiền một năm trước A Vinh đưa cho Billy. Khi này anh mới chỉ là khách hàng của tên Su Chat. Họ tiến hành cướp hàng của tên Su Chat, mục đích là muốn chứng minh mình có bản lĩnh và muốn tham gia việc hậu cần cho hắn. Còn phía Su Chat phải giảm giá cho Billy. Vì Su Chat không hề đụng vào túi hàng nên bọn họ không thể khép tội hắn. Chỉ điểm của họ đã bị hẹo tối qua, có khả năng bị ép tự sát. A Vinh nói Billy hãy cẩn trọng. Quay về hiện tại, đám Su Chat đã đến khu vực tam giác vàng. Hàng mà Su Chat bán ở Hồng Kông nguồn gốc đều từ tên tổng tư lệnh ở đây. Hắn dưới danh nghĩa một chỉ huy quân đội, lại chính là trùm của khu tam giác vàng. Hắn ta có quân đội hùng hậu và cả vũ khí hạng nặng. Chúng còn bắt cóc một giáo sư khoa học để chế tạo mai thúy. Hiện tại tên tổng tư lệnh đang nắm độc quyền mai thúy tại đây. Kẻ nào dám cạnh tranh sẽ bị xử lý không thương tiếc. Billy đang được một cô gái bản địa chăm sóc, cô ấy tên là Nun. Su Chat nhờ cô chăm sóc cho anh, cô ở với một người ông ốm yếu. Đây là một vùng cao nguyên giáp Thái Lan và Myanmar. Người dân ở đây rất nghèo, không có điện nước hay máy móc, thậm chí còn không có quốc tịch. Tên Su Chat rất vui vì anh đã qua khỏi cơn nguy kịch. Người dân nơi này đã quen thuộc với cảnh bị quân đội kiểm soát. Cô dẫn anh đến nơi chế tạo mai thúy. Ngay cả trẻ em cũng đã rất thuần thục với việc này. Dân ở đây đều trồng thuốc phiện, vì nếu trồng nông sản họ phải đưa đi rất xa để bán, mà bán cũng chẳng được bao nhiêu. Khi trồng thuốc phiện, bọn buôn lậu sẽ tự đến đây mua. Khó tin được thứ mai thúy hại bao nhiêu người lại có vẻ bề ngoài tươi đẹp như vậy. Có lẽ con người đã dùng sai mục đích của loài hoa xinh đẹp này. Sau khi nông dân thu hoạch nhựa từ cây, họ sẽ đem đi nấu chúng lên. Bọn buôn lậu thì trả cho họ số tiền rất bèo bọt, còn chẳng đủ sống qua ngày. Quay về 10 tháng trước, lãnh đạo cung cấp cho A Vinh một danh tính mới. Nhiệm vụ của anh là tiếp cận anh đại nhằm thu thập chứng cứ phạm tội của hắn. Vì nhờ một lần liều mạng cứu nguy cho tên lão đại, từ đó A Vinh được hắn ta trọng dụng, còn được giao quản lý hẳn một khu phố. Đó là lý do anh được gặp tên Su Chat ở đầu phim. Không lâu sau, tên lão đại bị cảnh sát tóm. Hắn không thể ngờ kẻ cứu mạng hắn lại chính là cảnh sát. Lúc này tên Su Chat gọi đến ngỏ lời mời anh về băng đảng của hắn. Sau đó là cảnh A Vinh vì cứu mạng hắn đã đâm chết người. Việc này khiến anh dằn vặt không nguôi, vì chúng xả súng bừa bãi, nếu không làm vậy Billy sẽ bị bắn chết. Quay về hiện tại, tên tổng tư lệnh đang đánh ngôi làng. Chúng lục soát để bắt những kẻ tự ý nấu mai thúy đá.
Ngôi làng bên vì lén đấu Mai Thúy đã bị chúng quét sạch, tên Xu chắc định sẽ sang ngôi làng kế bên, lợi dụng hỗn loạn lấy vài cây súng. Cả nhóm cứ thế ập vào chôn chĩa súng dưới đất, còn mang cả xe vào để khuôn đi. Nun đã quá quen với cảnh bom đạn này từ khi nhỏ, nên không còn thấy hoảng sợ. Ông cô ấy vì bệnh nặng nên đã qua đời. Billy không biết nên động viên cô như thế nào, vì không biết chữ cô nhờ anh viết bia mộ cho ông mình. Khi bố mẹ bỏ rơi Nun ra đi, chính ông là người nuôi cô từ lúc bé. Cô từ lâu đã xem nơi này là quê hương, dù cho nó nghèo nàn nhưng vùng đất này đã nuôi lớn cô. 3 tháng trước Su Chat, A Vinh và Billy còn đang trên du thuyền vui vẻ. Có lẽ hắn không thể ngờ rằng hai tay chân đắc lực của mình đều là cảnh sát. Tên Su Chat đang đau đầu vì họ không có quyền phân phối Mai Thúy tại đây. Hắn ta đang lên một kế hoạch để làm giàu. Bọn chúng tiến hành đặt bom xuống dưới đất rồi nấp bên dưới. Chúng định đánh cướp hàng của đám buôn lậu. Khi chúng đi qua họ lập tức giật bom tấn công phủ đầu. Hai bên bắn nhau điên cuồng. Chúng còn bắn cả súng hỏa tiễn. Vụ nổ khiến Billy rơi xuống dưới. Hỏa lực của chúng là vô cùng mạnh, còn quăng cả bom lên tấn công họ. Billy nhân cơ hội đứng lên xử lý hết đám lông côm này. Tên Su Chat cũng ném bom về phía chúng. Nhanh chóng bọn chúng bị quét sạch. Sau khi thành công cướp số hàng, Su Chat còn bạo dạn chạy thẳng về ngôi làng của tên tổng tư lệnh. Chiêu này chẳng phải hắn học được từ Billy sao? Khi đến nơi, Su Chat nói mình đã cướp hàng của chúng và nói muốn gặp tên tổng tư lệnh. Nhanh chóng Su Chat được đưa vào bên trong. Căn cứ của hắn còn có một mật đạo, xung quanh đầy lính canh gác. Su Chat nói mình đã nhập hàng của hắn từ Hồng Kông, nhưng vì gặp khó khăn nên phải đến đây. Lũ người của tổng tư lệnh quá vô dụng. Su Chat muốn thay thế chúng làm người vận chuyển cho hắn ta. Sau khi nói ra các vị trí yếu kém cần được củng cố, màn thuyết trình vô cùng ấn tượng đã giành được sự chú ý của tên tổng tư lệnh, qua đó dễ dàng giành được vị trí vận chuyển hàng cho chúng. Đúng là chùm tội phạm vứt đi đâu cũng có thể kiếm tiền mà. Lính dưới tay tổng tư lệnh dám lén dùng Mai Thúy sẽ lập tức bị hành quyết. Ma túy bán chạy nhất là ma túy tổng hợp. Nhà xưởng này với chúng chả khác gì cỗ máy in tiền. Tên Su Chat nói tạm thời ở đây kiếm thật nhiều tiền đã, mọi việc còn lại sau này mới tính đến. Billy nhớ lại trước đây khi bản thân bị thương, Su Chat không hề bỏ mặc mà còn tìm mọi cách cứu mình. Thoáng chút anh chàng có tí áy náy. Hôm sau bọn họ vận chuyển Mai Thúy cho tổng tư lệnh, công việc có vẻ khá suôn sẻ. Mới đi vài ngày nhưng luôn không khỏi nhung nhớ Billy. Anh gửi cô một ít tiền nhưng cô nàng không nhận. Billy khuyên cô đến làng của tổng tư lệnh sống, ở đó có điện và nước máy. Anh chàng bèn lẻn rủ cô đi thị trấn chơi với mình. Mai đã chịu chống nên không lý gì lại từ chối. Hai người vi vu trên con xe Honda đến thị trấn. Billy vội đi tìm điện thoại nhưng nơi này cũng không có. Anh còn mua tặng Nun một chiếc kẹp tóc. Một bà cô đặt điện thoại ngay chỗ của Billy. Anh nhanh trí thó ngay lập tức. Sau đó Billy vội liên lạc cho A Vinh. Anh thông báo vị trí của mình cho đồng đội. Chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã hết pin. A Vinh liền đến chỗ cấp trên báo cáo tình hình. Họ lập tức liên hệ với cảnh sát Thái Lan. Su Chat nói sẽ không có thuốc phiện vài tháng sau khi thu hoạch, nên công việc của bọn họ giờ là giao may túy đá cho bọn buôn. Tiền công nhiều hơn thuốc phiện rất nhiều. Nun được đưa đến đây làm tại khu hậu cần. Nhóm Su Chat cũng lên đường làm nhiệm vụ. Chúng giấu Mai Túy bên trong ruột hoa quả. Bọn họ phải đưa đến chợ trong 2 ngày. Cả nhóm xuất phát lên đường. Họ được đưa đến một trạm liên lạc. Nếu gặp rắc rối chỉ cần liên hệ với trạm, họ sẽ báo về làng. Bên đây A Vinh đã có mặt tại Thái Lan. Họ đến trụ sở Interpol Thái Lan yêu cầu họ viện trợ để cứu Billy và quét sạch bọn buôn Mai Thúy. Họ được cảnh sát Thái Lan giúp đỡ rất nhiệt tình. Hôm nay là ngày nhóm Su Chat vận chuyển lô hàng đi. Cả nhóm gieo hò vui vẻ vô cùng. Trên đường đi bọn chúng bị một đám cướp chặn lại. Su Chat bình tĩnh bước xuống xe. Chúng đòi 100.000 đô, nếu không thì sẽ bị cướp. Dù cho có nói chuyến xe của tổng tư lệnh chúng cũng không nể nang. Hết cách, Su Chat đi lấy một vali tiền đưa cho chúng. Khi rút tay ra là 5 chốt an toàn của bom. Một vụ nổ khiến phân nửa bọn chúng bỏ mạng. Hai bên xả súng tới tấp vào nhau. Khi áp đảo chúng, cả nhóm lên xe mang lô hàng đi. Cảnh sát bất ngờ kéo tới đây. Họ đâm xe của Billy xuống vực, may anh kịp thời nhảy xuống đất thoát nạn. Sau đó liền bị cảnh sát khống chế lại, nhóm còn lại may mắn trốn thoát. Su Chat liền thông qua trạm liên lạc kết nối với tổng tư lệnh. Hắn thông báo Billy đã bị cảnh sát biên phòng tóm được. Bên đây cảnh sát hỏi lý do anh đấu súng với dân địa phương. Hết cách, anh phải nói mình là cảnh sát Hồng Kông. Một sĩ quan đến đưa Billy đi, hóa ra hắn là tay trong của tổng tư lệnh. Cứ thế Billy đã an toàn rời khỏi sở cảnh sát. Trên đường về họ đụng độ một xe vũ trang. Trên xe chính là A Vinh. Khi thấy đồng đội, anh chàng liền quay xe đuổi theo. Màn rượt đuổi căng thẳng giữa hai bên, lao vào khu chợ đông người, phá tan nát nơi buôn bán của bà con. Sao phim hành động nào cũng dí bắt ở mấy khu chợ nhỉ? Chúng quay xe khiến xe cảnh sát chúi đầu, nhưng vì thế mà bị đâm lật ngửa. Tên Su Chat may mắn trốn thành công. Xe Billy thì bị kẹt lại, anh lợi dụng thời cơ nhanh trí bỏ trốn. A Vinh lần theo tìm được đồng đội, cả hai ôm chầm lấy nhau. A Vinh nói mình mang đủ giấy tờ, ngày mai họ sẽ đưa Billy về Hồng Kông. Nhóm Su Chat đã an toàn về ngôi làng. Quân đội Thái Lan quyết định đột kích ngôi làng. Cuộc đột kích diễn ra vào 11 giờ đêm nay. Billy muốn quay về để cứu cô nàng Nun. Dù A Vinh hết sức ngăn cản nhưng ý anh đã quyết. A Vinh nói anh phải quay về trước 11 giờ đêm để đảm bảo an toàn. Khi trời tối, A Vinh cùng Interpol Thái Lan chuẩn bị hành động. Lúc này người cảnh sát bắt Billy vô tình nhắc đến việc Billy nói anh là cảnh sát ngầm. Đen là lại nói với tên tay trong của tổng tư lệnh. Quân đội đã ập vào kiểm soát trạm liên lạc của tổng tư lệnh. Cuối cùng ngày tàn của hắn đã tới, nhưng cấp trên ra lệnh sẽ tấn công trong 10 phút nữa. A Vinh vô cùng tức giận vì kế hoạch ban đầu là đánh lúc 11 giờ. Anh vội lao lên một chiếc xe để đến cứu người anh em của mình. Bên đây Billy đã về đến làng. A Vinh cũng thông báo tình hình cho anh. Billy
Lily vội tìm đến chỗ của Nun đưa cô rời đi, nhưng cô gái nhất quyết không muốn rời mảnh đất này. Sau một hồi anh cũng thuyết phục thành công, vừa đi ra bên ngoài nhóm Suchat đã đến chúc mừng vì Billy không bị bắt. Lúc này tên tổng tư lệnh đã đến nơi, hắn lập tức ra lệnh bắt Billy lại. Hắn ta đã biết anh là cảnh sát ngầm, nhưng Billy biện minh lúc đó mình bị cảnh sát bắt phải nói dối để giữ lấy mạng. Nhưng trước giờ chủ trương của tên tổng tư lệnh là thà giết nhầm hơn bỏ sót. Để bảo vệ Billy, tên Suchat liền lật mặt với hắn. Bên ngoài quân đội đã bao vây nơi này, còn có cả tiêm kích trên trời. Quân đội quyết định thả bom xuống ngôi làng, mọi người thi nhau bỏ chạy. Còn ngôi làng cứ thế bị tàn phá tan tác. Tiêm kích xả đạn tiêu diệt binh lính của tên tổng tư lệnh, chúng cũng đáp trả không thua kém. Tên tổng tư lệnh vội chạy vào hầm trú ẩn. Bên ngoài là mưa bom bão đạn kinh hoàng. Để Billy không phân tâm bởi mình, Nun quyết định chạy tách khỏi anh. Nhưng một quả bom rơi xuống khiến cô nàng tan thành hư vô. Billy khóc lóc trong đau đớn. Bọn buôn mai thúy đã khiến bao gia đình tan nát, nay lại vì chúng mà người anh yêu thương ra đi. Ngôi làng giờ đây gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Quân đội bắt đầu ập vào tấn công chúng. A Vinh cũng đã đến để giải cứu Billy. Sau khi lấy lại tinh thần, anh cầm súng lên xử hết đám buôn mai thúy. Quân đội cũng đã tiến vào quét sạch đám người xấu. Tên tổng tư lệnh ung dung thay quân phục chỉnh tề. Khi quân đội ập vào bên trong, hắn ta kích hoạt bom khiến căn hầm nổ tung. Đúng là kẻ ác chết đến nơi vẫn muốn lôi người khác chết chung mà. Tên Suchat nhìn thấy A Vinh, lòng căm phẫn nổi lên. Hắn tấn công anh liên tục, hai bên lao vào ẩu đả điên cuồng. A Vinh nhanh tay đã kịp bắn trúng hắn một phát. Bên ngoài quân đội đã áp chế được bọn xấu. Tên Suchat giờ đây như cá nằm trên thớt. Khi Billy tiến đến, hắn còn tưởng là anh ấy cứu mình. Hắn làm sao có thể ngờ bên cạnh mình là hai cảnh sát ngầm. Kẻ xấu không bao giờ giành được chiến thắng. Công lý và lẽ phải sau cùng mới là chân ái. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Sóc Nâu nhé.